Hello, hello, xin chào tất cả các bạn. Quay trở lại với kênh của thầy Chiến dạy bơi nha. Ngày hôm nay không phải là một video hướng dẫn về kỹ thuật bơi, mà ngày hôm nay đó là ăn mừng kênh YouTube dạy bơi lớn nhất Việt Nam đó, được YouTube tặng thưởng cho một phần quà, đó là một chiếc nút bạc đó. Quá là tự hào, quá là vui luôn đúng không bạn? Ngày hôm nay mình sẽ unbox, mình sẽ mở cái hộp này ra để xem bên trong bộ quà tặng này là nó gồm những gì, để cùng chia sẻ cái niềm hạnh phúc này cho các bạn ha. Kênh YouTube dạy bơi lớn nhất Việt Nam có hơn 100.000 người đăng ký. Mình nhận được cái thành công này một phần lớn đó là nhờ sự ủng hộ của mọi người đó, đã yêu mến, đã rất là quan tâm đến những video của mình làm ra đó, coi và bình luận ha. Mình rất là vui ha. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu kiểm tra cái hộp này. Đây YouTube ha, còn đây là cái công ty vận chuyển có tên là FedEx, ha, vận chuyển từ bên Mỹ về nha các bạn. Đây là món quà gửi tặng từ bên Mỹ về Việt Nam đó. Rồi chúng ta sẽ mở nó ra xem coi là nó có những cái gì ha. Rồi đầu tiên đó là lá thư cảm ơn, lá thư cảm ơn của YouTube. Mình sẽ cùng đọc cho các bạn lắng nghe ha. Do you remember your first subscriber, your 100th or your 1000th subscriber? Chance, I you do. And we know that you will definitely remember your 100,000 subscriber. Your fan may have found you while searching YouTube, learning about your tool or brand, or maybe you show up as a recommender video. No matter how they came to your channel, your audience stay and their number increase because of you and the community you are built. We proud to honor your impressive milestone of reaching 100,000 subscribers with the Silver Reader Award. Congratulations. We know that you have many more stories to share with your community, and we know your fans can't wait you to amaze them even more with your commitment and creativity. So keep creating, keep building. We can't wait to see what you will do next. And we here to support you along the way. And who knows, when you reach your million subscriber, we may just write to you and ask, do you remember your 100,000 subscriber? Your sincerely. Đây là bức thư cảm ơn của ông CEO YouTube có tên là Nia Mohan các bạn ha. Đó là cái đầu tiên mình mở ra. Rồi, tiếp theo. Đây là một miếng gọi là miếng chống sốc thôi. Rồi, ở đây ha. Đây là cũng là gọi là hai cái thư cảm ơn nho nhỏ. Đó, thư cảm ơn nho nhỏ ha. Rồi, tèn tèn. Đây chính là nhân vật chính của ngày hôm nay. Đó, nút bạc YouTube với hơn 100.000 subscriber mình sẽ đưa vào gần cho các bạn cùng xem ha. Đó, các bạn thấy chữ gì chưa? Thầy Chiến dạy bơi. Hơn 100.000 người đăng ký YouTuber. Wow, rất là hay đúng không? Nhìn rất là sáng, đẹp đúng không mọi người? Nút bạc YouTube. Chất liệu chắc là bằng hợp kim, khá là nặng ha. Quá là tuyệt vời đúng không? Đó là video unbox nút bạc YouTube với hơn 100.000 video. Thì hôm nay được cái thành công như thế này là mình xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của mình, đã bình luận, đã chia sẻ những video này đúng không?
thông qua bao nhiêu là sự kiện, bao nhiêu là event, là chiến và cùng mọi người tổ chức. Nào là event ai nín thở dưới 1 phút được tặng mũ bơi, rồi là ai event là chia sẻ những bức hình đẹp, những câu chuyện về bơi lội, những video về bơi lội, đúng không? Đó. Những bạn nào mà đã được Chiến gửi tặng mũ bơi, kính bơi thì hãy điểm danh vào cái video này bằng cách là bình luận ở phía dưới ha. Đó. Để chúng ta cùng nhau ăn mừng nút bạc YouTube. Đó. Một thành công cực kỳ lớn, cực kỳ vang dội ha. Kênh YouTube lớn nhất Việt Nam. Đó. Chiến vô cùng biết ơn. Đó. Và cảm ơn mọi người rất nhiều. Và hy vọng trong tương lai, Chiến và mọi người sẽ cùng nhau làm được những video bơi hữu ích hơn cho mọi người. Đó. Chiến thì nhiệm vụ là làm video và chia sẻ những kiến thức của Chiến học hỏi cũng như là tích lũy để chia sẻ đến với mọi người. Còn mọi người cũng đã giúp Chiến bằng cách là xem video này, bình luận video này và chia sẻ những video này đến cho mọi người cùng xem. Và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha. Bye bye.